là nước màu sẫm sẫm, là cái lá này là trở thành màu xanh các bạn ha. Mình lấy ra giống như mình lọc lại, xong mình để ít đường vào. Làn da khỏe và lúc mà mình trắng mà mình không có cái đốm đen trên mặt giống như nhiều người trắng, nhưng mà trắng không có đều trên khuôn mặt hoặc da tay da chân. Thì cổ uống cái này trong nhiều năm rồi, thì Thảo mới uống mùa hè vừa rồi thôi, nhưng mà cảm giác thì da mình cũng cải thiện ra rất nhiều. Thì Thảo rất là nhiều ngoài vườn, vì Thảo có một cái vườn hoa rất là lớn nên suốt ngày Thảo ở ngoài vườn nên làn da cũng không đến nỗi xấu lắm. Thì cũng nhờ nước tía tô này một phần chứ không phải hẳn là lá tía tô hết. Thì Thảo hôm nay chia sẻ về cái công thức này, tại sao mình có cái công thức hay mà dễ làm như vậy, thì mình nên chia sẻ cho chị em phụ nữ mình có làn da cải thiện và đẹp ra. Thì mình sẽ làm một cái video này trên kênh YouTube của Thảo, Cuộc Sống Thảo Hồ Channel. Thì Thảo sẽ up trên đó cho mọi người xem, mọi người có thể là chia sẻ đến người thân mình và bạn bè mình để mình nấu nước lá tía tô uống cho mùa hè. Mùa đông thì mình uống ấm, mùa hè thì mình uống lợt, uống không có cần nước đá. Các bạn thấy là thành phần của nó là cái màu chanh, cái màu nó không có được đẹp nhé. Thì Thảo này Thảo có nặng chanh rồi thì cái màu rất là đẹp. Cái này thì chưa, mấy cái bốn cái này thì chưa nặng chanh. Bây giờ Thảo sẽ nặng chanh vô cho mọi người thấy nhé. Đó, các bạn thấy không? Cái màu nó ra rất là đẹp. Còn màu này nó bị sẫm tại vì nó chưa có chanh. Nếu mọi người nặng chanh vô thì cái màu ra rất là đẹp. Đó. Tí xíu đó, mình sẽ trang trí vào ly.